Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi tên là Nguyễn Đức Nghiêm. Trong lần trước, tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn về phần mềm quản lý điểm trực SS Shipwork là quét offline. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về cách quét online. Để quét online thì nó các bước của nó sẽ ít hơn với lần trước, là gồm trước là quét offline thì bao gồm 10 bước. Quét online thì gồm có 7 bước. Thì bước thứ nhất bước thứ nhất thì chúng ta sẽ cũng đăng nhập phần mềm bằng cái user password đã được cấp sẵn rồi. Sau khi đăng nhập vào thì nó cũng sẽ hiển thị ra cái giao diện là bên phải là cái tên của người đăng nhập, và bên trái là hiển thị là cái chức năng của phần mềm. Khi chúng ta tích vào cái phần bên trái này thì nó sẽ hiển thị ra cái phần lựa chọn công ty. Chúng ta sẽ lựa chọn là phần công ty quản lý và khai thác tòa nhà PMC. Nó cũng, sau khi mà chọn vào thì nó sẽ ra cái giao diện là kiểm tra điểm trực online và kỹ thuật cục tần số. Thì chúng ta sẽ lựa chọn vào cái phần mà ở trong này thì nó cũng chia ra làm hai cái, kỹ thuật cục tần số và kỹ thuật và dịch vụ. Thì, như người đăng nhập vào là bên kỹ thuật thì sẽ chọn vào khối kỹ thuật. Thì nó sẽ hiển thị ra là được cái ca trực của mình. Cái ca trực của mình là ở vị trí là ca M hay ca A hay ca N. Ca M thì gồm từ 6 giờ 14 giờ, ca A thì từ 14 giờ 30 đến 22 giờ, và ca N là từ 22 giờ 30 đến 6 giờ sáng hôm sau. Thì, khi mà đăng nhập vào như tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn lần trước, là trước khi đăng nhập thì chúng ta phải kết nối cái smartphone đấy, cái thiết bị quét đấy với internet, sau đấy thì mới có thể đăng nhập được. Khi đăng nhập vào đây rồi thì nó sẽ ra giao diện như vậy, là online này, kỹ thuật này, rồi ca này, rồi bên này là công ty này, các điểm kiểm tra này, vị trí này, trạng thái cập nhật này, trạng thái điểm trực này, ghi chú này, quét này. Trước khi cái thao tác mà chúng ta đi quét online ấy, khác với quét offline, thì quét online này thì chúng ta cũng vẫn phải thêm một bước nữa là off cái này đi, sau đấy là chúng ta đồng bộ dữ liệu lấy từ server về để chúng ta quét, sau đấy là chúng ta lại chuyển lại trạng thái này từ off lần sang on, và để nguyên với điều kiện để quét online này là cái thiết bị quét phải luôn luôn duy trì là có mạng internet. Khi mà quét ra cái điểm trực quét thì chúng ta sẽ kích vào cái phần QR code này, là sau đấy là đến cái điểm trực mà đã được dán mã vạch để quét, thì chúng ta xoay camera vào cái vị trí quét. Khi nào trên thiết bị có phát ra một cái tiếng tít thì chứng tỏ là cái điểm trực đấy đã được xác nhận là quét thành công. Sau khi quét thành công thì là nó sẽ hiển thị ra đây, như màn hình đây, nó sẽ hiển thị ra giao diện như vậy. Khi quét xong thì nó sẽ hiển thị ra rõ cái điểm kiểm tra là tên là gì này, chẳng hạn như đây nó điểm kiểm tra là trục điện nhẹ này, và vị trí kiểm tra là ở tầng bao nhiêu, tầng nào, và thuộc giữ cái này là do mình quy định mô tả, người ta xây dựng ở trên cái cây checklist ban đầu trên hệ thống. Và cái thứ ba là cái trạng thái cập nhật, tức là chúng ta chưa cập nhật thì nó sẽ có cái báo là chưa cập nhật, và cái trạng thái, và cái thứ tư là cái trạng thái điểm trực, thì nó cũng bao gồm là ba trạng thái là bình thường, nguy cơ và sự cố.
Người nhân viên trực thì bắt buộc phải xác định ra rõ ràng là cái điểm trực đấy có bình thường hay nguy cơ hay sự cố thì sẽ tích vào đấy. Nếu mà khi đã tích vào nguy cơ hay sự cố thì nhân viên đấy sẽ mô tả chi tiết về cái hiện trạng thái của cái điểm trực đấy là vào cái phần ghi chú này, sau đó là cập nhật. Lúc này thao tác cập nhật này là cái điểm trực này sẽ được đẩy luôn lên hệ thống và thông báo về cho bên quản lý, cấp quản lý sẽ biết được cái điểm trực này có khi mà cấp quản lý mở ra xem là sẽ có một cái báo cáo đưa về là nhân viên đã quét được bao nhiêu điểm trong một ca, đã đi được kiểm tra tất cả được hệ thống từ trên xuống dưới hay chưa. Vừa xong tôi đã giới thiệu với các bạn về cách quét online của hệ thống của phần mềm EZ Sigwork. Nó xin kính chào quý vị và các bạn.